Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về biến tần. Để tìm hiểu về biến tần, trước tiên chúng ta phải hiểu biến tần là gì. Thì biến tần các bạn hiểu nôm na là một cái dụng cụ dùng để thay đổi tốc độ của động cơ bằng phương pháp thay đổi tần số. Là một dụng cụ hay là một cái máy dụng cụ thay đổi tốc độ động cơ. Bằng phương pháp thay đổi tần số. Thì tại sao người ta dùng biến tần ha? Mình đưa ra một cái ví dụ ha, một cái băng tải, có một cái băng tải. Băng tải này mục đích là sẽ vận chuyển những cái chai nước hoặc chai bia. Ví dụ vậy, những chai nước, chai bia này là những vật bằng thủy tinh. Như vậy khi nếu các bạn dùng động cơ bình thường và các bạn nhấn để mà cho cái băng tải này chạy, thì do cái gia tốc, do cái quán tính thì những cái chai này nó sẽ bị ngã và nó sẽ bị vỡ. Như vậy muốn khắc phục được cái nhược điểm này thì người ta sẽ sử dụng biến tần để tăng tốc từ từ ha, và đến cái khi mà nó chạy đến cái chỗ này, nó chạy đến cái chỗ này thì người ta sẽ giảm tốc từ từ xuống. Như vậy thì những cái ly này nó sẽ không bị vỡ và nó hoạt động ổn định. Và tiếp theo là chúng ta sẽ tìm hiểu là có những cái phương pháp nào để mà thay đổi tốc độ của động cơ. Thì các bạn biết đó, cái công thức mà để mà thay đổi tốc độ động cơ ba pha N sẽ bằng 60 F GP GP 1 chữ S. Trong đó là N này á, là số vòng quay, F là tần số, T là số cặp cực và S là hệ số trượt. Thì trong lịch sử thì người ta sẽ dùng là phương pháp là thay đổi số cặp cực, thay đổi hệ số trượt S. Thì những cái phương pháp này á, các bạn nhìn công thức các bạn thấy có ba phương pháp thay đổi tốc độ ha, thay đổi P, thay đổi S, thay đổi F ha. Thì bằng cái phương pháp mà thay thay đổi cái số số cặp cực á, thì chúng ta chỉ có thể thay đổi một một vài cái cấp độ động cơ thôi. Ví dụ các bạn thấy những cái quạt ở gia đình chúng ta dùng á, nó có những cái cặp cực dây á, thì khi các bạn thay đổi, các bạn thấy là người ta có thể thay đổi tốc ba cấp tốc độ ha, 1 2 3 đó. Như vậy thì chỉ hạn chế cái khả năng thay đổi. Thứ hai là nó cồng kềnh ha. Việc mà phanh ra các cái cặp cực thì nó sẽ làm cho động cơ của chúng ta cồng kềnh hơn. Thay đổi cái hệ số trượt S này này thì nó được dùng trong cái hệ thống mà hệ thống nâng nâng hay cần cầu á, thì nó sẽ tác dụng, thì mô-men nó sẽ lớn hơn. Và trong hiện đại á, với cái sự phát triển của điện tử với các cái mạch bán dẫn thì người ta phát triển lên một cái cách mới là thay đổi bằng cái tần số F. Phương pháp này thì nó có nhiều ưu điểm. Thì chúng ta sẽ liệt kê một số cái ưu điểm mà khi sử dụng biến tần ha. Thứ nhất là nó sẽ tiết kiệm năng lượng. Như các bạn thấy ở những cái máy mà bơm nước ở những gia đình chúng ta dùng ha, thì ở trong nó sẽ có những cái tụ điện và ở trong nó sẽ có những cái tụ điện và những cái cuộn dây phụ, người ta gọi là cuộn đề. Mục đích của những cái thiết bị này á, là lúc các bạn khởi động thì nó sẽ nạp cái năng lượng để mà các bạn khởi động. Như vậy cái năng lượng mà ban đầu dùng để khởi động á, nó thường sẽ gấp 4 đến 6 lần
cái dòng điện định mức của động cơ như vậy. Nếu mà dùng cái cách khởi động dùng bình thường không dùng biến tần thì nó sẽ là lãng phí về năng lượng, lãng phí điện năng. Một cái nhược ưu điểm tiếp theo là các bạn có thể thấy là nó sẽ điều khiển một cách là mềm mại và chính xác. Tránh cái hiện tượng ví dụ như hồi nãy chúng ta phân tích là cái chai này nó bị vỡ nếu các bạn tăng hoặc giảm tốc độ ngột, giúp dây chuyền hoạt động trơn tru. Tiếp theo cái lý do nữa là nó sẽ giảm tiếng ồn. Chắc bạn nãy mình đang nói nữa chừng thì nó hết pin, mình phải gắn ra sạc để sạc pin và tiếp tục nói chuyện. Thì nãy chúng ta nói về cái nguyên nhân tiếp theo là giảm tiếng ồn á. Nhất là các bạn làm trong các môi trường công nghiệp nó sử dụng rất là nhiều máy móc, vậy cái tiếng ồn của các cái động cơ nó phát ra rất là lớn. Như vậy cái việc sử dụng biến tần thì giảm thiểu cái tiếng ồn rất lớn. Một số cái công ty mà theo chuẩn của EU quy định thì người ta có một cái điểm đánh giá về cái ô nhiễm trong môi trường làm việc là ô nhiễm tiếng ồn ha. Thì nếu mà dùng biến tần thì nó cải thiện đáng kể ha. Một số ứng dụng những cái ứng dụng này là những cái ứng dụng mình đã gặp ha. Thứ nhất là mình thấy là ứng dụng trong băng tải. Ứng dụng trong băng tải như ví dụ như điều khiển các cái băng tải mà để di chuyển các vật như thủy tinh ha. Ứng dụng trong các cái hệ thống điều khiển quạt nước, tức là điều khiển ly lượng và điều khiển khí ha, thì cũng cần biến tần. Ba là máy công cụ, rất nhiều loại máy sử dụng biến tần ha. Thì đây là những cái ứng dụng chính. Rồi như vậy chúng ta đã tìm hiểu sơ lược về những cái ứng dụng và những cái lý do sử dụng biến tần. Ở cái lần sau mình sẽ nói cụ thể hơn về cái cách thay đổi tần số và cái các cái sơ đồ khối cũng như là sơ đồ ở bên trong con biến tần và tại sao người ta có thể thay đổi được cái tần số và để thay đổi tốc độ động cơ. Cái clip kết thúc tại đây. Chúc các bạn học tập và nghiên cứu tốt. Hi, chào các bạn. Như vậy chỉ còn vài ngày nữa chúng ta sẽ tiễn 2018 và đón một năm mới 2019. Hôm nay thì mình ngẫu hứng mình chia sẻ các bạn một số kinh nghiệm theo mình nghĩ là xương máu. Những cái kinh nghiệm này thì các bạn ít được nghe nói ở các khi các bạn ngồi trên ghế nhà trường, ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp hay trường cao đẳng nghề vân vân. Tại vì thầy cô không có đủ thời gian để mà nói với các bạn, và cũng như là lúc đó nói thì các bạn cũng tại vì chưa va chạm thực tế nên cũng nghĩ chưa, lúc đó chưa cần thiết. Thì một ngày mình sẽ nói một cái chút vậy ha. Tại vì khuôn khổ mình nghĩ clip khoảng tầm 10 phút đến 15 phút là đủ để các bạn vừa tiếp thu và cũng không tốn thời gian của các bạn. Hôm nay mình nói về cái kinh nghiệm là cho các bạn kỹ thuật viên, các bạn làm bảo trì về hệ thống điện, các bạn làm về chuyển giao công nghệ, kỹ thuật viên sửa chữa v.v. hoặc là những bạn tự động hóa ra trường làm trong môi trường tự động hóa liên quan đến PLC. Cái kinh nghiệm là khi các bạn nhận một cái máy mới về thì ban đầu mới về thì chúng ta có bảo hành thì không sao. Nhưng mà hết cái thời gian bảo hành chúng ta phải sửa chữa. Thì thường mình khuyên các bạn ví dụ PLC trước khi các bạn muốn sửa